Đi giày của ai đấy? Hy vọng bạn cố gắng cho đi ra ngoài trả giày ông đi. Tại vì số tiền cao, số tiền của bạn cũng không âm được và tiếp tục đến với bạn. Bạn học em một cái giày của ông mà cái này gửi trên nói chính xác hơn là ngành quản trị chứ hả? Thế thì cái cơ duyên là đưa bạn đến em một đi này nghề diễn viên và đang nắm một kim chỉ mỗi gì chung nè. Nghề diễn viên thật ra cũng rất là thế đi thôi là lần đó thế đi mỗi quan cáo tin báo mà thấy có công ty đang chuyển đổi thì sau 4 năm chồng thì được chọn. Có đi giày của ông à? Sao có lại đi giày của ông? Thật ra đối với một người mới lần đầu tiên bước chân vào điện ảnh thì đi đâu ấy? Tự nhiên là học sẽ có giày chính thật và rất may mắn khi được một giày chính. Đấy là một cơ hội để những trẻ như là con chó kêu nào? Bạn nghĩ là sau khi một cái này là chúng biết được. Giờ đi con chó kêu nào? Cái đó đôi khi mình cũng suy nghĩ nhiều lần, giờ mình vẫn chưa ra quyết định. Con nhặt đồ chơi vào đi, con nhét vào trong kia đi, con nhét vào trong hộp đi. Con nhặt các miếng gỗ nhét vào trong hộp đi. Câu hỏi thứ hai của chương trình đó là câu hỏi về trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Mời bạn đọc câu hỏi B. Câu hỏi B của chương trình như sau. Giỏi thế, ra đi giỏi thế nhỉ. Có tên chọn năm đầu là trường áo tím. Đi đi giỏi quá. Giỏi quá. Đi đi giỏi quá. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai có nữ này. Người Việt từ năm